Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip ngắn gọn review trên chiếc xe Ford Ranger Raptor sau khi remap hộp số ha. Để cho các bạn dễ hình dung, mà mình cũng sẽ giải thích rõ cái công dụng của cái gói remap này cho các bạn nha. Thì thông thường xe Ford Ranger Raptor mà từ khi nó ra tới giờ cái bệnh là nó sẽ đi trong phố khi điều chậm tải thấp à, thì nó sẽ gào rất là cao, tua nó có thể lên tới số 1, số 2, số 3, số 4 à, có thể lên tới hơn 2.000 vòng nó mới sang số. Thì sau khi remap mình sẽ xử lý cho xe nó sang số ở vòng tua thấp hơn, sớm hơn, giảm hiện tượng gào. Thêm một cái công dụng nữa là cái lúc mà nó cắt chuyển số thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại và cái xe sẽ không bị giật. Thông thường thì chúng ta đạp thốc ga lên chúng ta sẽ thấy cái cảm giác xe nó bị giật về phía sau, rất là khó chịu, thì bây giờ nó sẽ sang số êm hơn. Thì bây giờ mình test ha. Thì ở đây là đang số 1, tăng tốc lên khoảng hơn 1.500, 1.600 xíu là nó sang số 2 nè. Sớm mà đi tua thấp thì xe sẽ bị lì lại hay là bị ù, thì ở đây xe số tự động nó sẽ khác với số sàn, thì mình ép số thì sẽ bị ù. Nhưng nếu xe số tự động thì khi các bạn thốc ga thì nó sẽ về số nhanh để cho mình tăng tốc lên liền. Thì cái việc map hộp số nó sẽ làm cho cái phần lên số xuống số nó nhanh hơn và mượt hơn. Thì hồi nãy giờ là mình test thử cái phần đi chậm tải thấp, thì chúng ta có thể thấy là nó sang số từ giải 1.600 đến 1.800 ha. Còn bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái phần mà đang chạy mình thốc ga vô tăng tốc. Thì cái gói remap hộp số này hiện tại mình đang triển khai được cho các hộp số 10 cấp trên dòng xe Ford, bao gồm Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest từ đời 2022 trở về trước ha, 2018 đến 2022 đó. Còn cái Next Gen thì nó hộp số nó đã tối ưu hơn đời cũ rất là nhiều rồi, và hiện tại cũng chưa có can thiệp gì được trong cái xe đó hết. Khi nào có thì mình sẽ làm cái video update sau ha.